4. Bỏ thuốc lá. Hút thuốc lá là thói quen của bác từ khi còn trẻ bôn ba khắp thế giới để chống chọi với bao mùa tuyết rơi, hay những lúc đêm thức khuya trằn trọc viết báo, trăn trở việc quân, lo lắng cho vận mệnh của dân tộc. Nhưng từ khi bị bệnh, theo lời khuyên của hội đồng thầy thuốc, bác có kế hoạch quyết tâm bỏ dần. Bác nói, bác hút thuốc từ lúc còn trẻ, nay đã thành thói quen. Bây giờ bỏ thì tốt, nhưng không dễ. Các chú phải giúp bác bỏ tính xấu này. Rồi bác tự đề ra chương trình bỏ thuốc dần dần. Lúc đầu là giảm số lượng điếu thuốc trong ngày. Khi thèm hút thuốc, thì bác làm một việc gì đó để thu hút sự chú ý, tập trung. Tuổi đã già mà phải làm như vậy thật quá vất vả. Tập một thói quen đã khó, bỏ một thói quen không dễ chút nào. Phải có một nghị lực phi thường mới làm được. Bác bảo đồng chí giúp việc để cho bác một vỏ lọ penicillin ở nơi làm việc và phòng nghỉ. Hút chừng nửa điếu, bác dụi đi để vào lọ đó. Sau hút lại nửa điếu để dành. Anh em can bảo thuốc lá hút dở không có lợi. Bác bảo, nhưng hút thế để có cử. Với cách làm đó, bác đã giảm thuốc rất nhanh. Cứ như vậy, bác hút thưa dần. Đầu tháng 3 năm 1968, nhân khi bị cảm ho nhẹ, bác tự quyết định bỏ hẳn. Mấy ngày sau, trong một tuần lễ, anh em vẫn để gói thuốc chỗ bàn làm việc của bác, nhưng bác không dùng. Sau một tuần, thấy bác quyết tâm như vậy, anh em cất hẳn thuốc lá. Một tháng sau, khi tiếp đồng chí Vũ Quang, lúc ấy là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, bác nói, bác đã bỏ thuốc lá rồi, chú về vận động thanh niên đừng hút thuốc lá. Sau này, bác có bài thơ vô đề rằng, thuốc kiêng rượu cử đã 3 năm, không bệnh là tiên sướng tuyệt trần. Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn, 1 năm là cả 4 mùa xuân. Bài học rút ra, qua câu chuyện này, chúng ta hiểu được rằng trong tất cả các công việc, chỉ cần có quyết tâm thì dù có khó khăn như thế nào thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ làm được. Như việc bác quyết định bỏ hút thuốc lá sau nhiều năm, ban đầu có thể sẽ khó khăn, nhưng về sau vì có đủ quyết tâm nên bác đã làm được. Trong học tập và làm việc cũng thế, chúng ta nên kiên trì và nhẫn nại. Dù có khó khăn và trắc trở đến đâu thì cũng phải cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu mình đã đặt ra. 5. Bác Hồ với chiến sĩ người dân tộc. Anh hùng La Văn Cầu, dân tộc Tày, mãi mãi không quên bữa cơm của bác đãi với rau, thịt gà, những sản phẩm do chính bác nuôi trồng. Bác hỏi thăm mẹ của anh Cầu, gửi quà cho bà, còn dặn cán bộ tạo mọi điều kiện để anh Cầu về thăm mẹ, giúp đỡ gia đình. Nhiều chiến sĩ người dân tộc đã lấy họ Hồ cho mình như Hồ Vai, Hồ Can Lịch, Hồ Văn Bột. Mùa thu năm 1964, chị Choáng Green Tem, chiến sĩ người dân tộc Cà Tu, tham gia đoàn đại biểu mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam được ra miền Bắc gặp bác Hồ. Chị thêm kể, đoàn chúng tôi vừa bước xuống xe thì đã thấy bác đứng chờ ngay ngoài sân. Bác ôm hôn thắm thiết các thành viên trong đoàn. Chúng tôi theo bác đến dãy bàn tiếp khách kê ngay ngoài vườn đầy hoa và nắng. Thấy tôi mặc bộ quần áo dân tộc, bác nói, cháu đúng là người con gái dân tộc Cà Tu, giữ được tính chất của dân tộc mình. Chị Ngân, chị Cao gặp bác mừng quá khóc lên. Bác dịu dàng bảo, các cháu đừng khóc, gặp bác phải vui chứ. Hai cháu hãy kể cho bác nghe bà con ta ở tiền tuyến đánh Mỹ như thế nào. Tôi thưa, thưa bác, cháu thương, cháu nhớ bác. Tất cả đồng bào dân tộc miền Nam đều thương nhớ bác. Sau đó tôi kể bác nghe một số chuyện chiến đấu của mẹ Rến, anh Bên, em Thơ. Bác nói, cuộc kháng chiến của đồng bào miền Nam là toàn dân, toàn diện. Trẻ, già, gái, trai, Kinh, Cà Tu, Cà Tang
và đồng bào các dân tộc khác đều sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi. Qua đó chúng ta hiểu rằng Bác dành tình thương mênh mông của Bác cho tất cả nhân dân. Bài học rút ra, câu chuyện ngắn gọn nhưng đem đến nhiều bài học lớn, bài học về tình cảm, sự quan tâm đối với các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Bài học về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc để có thành công lớn. Điều chúng ta phải quan tâm là làm gì để thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dân có đoàn kết thì đất nước mới phát triển và vững mạnh. 6. Đôi dép Bác Hồ. Đôi dép của Bác ra đời vào năm 1947, được chế tạo từ một chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đôi dép đo cắt không dày lắm, quai trước to bản, quai sau nhỏ, rất vừa chân Bác. Trên đường công tác, Bác nói vui với các cán bộ đi cùng: đây là đôi hài vạn dặm trong truyện cổ tích ngày xưa, đôi hài thần đất, đi đến đâu mà chẳng được. Gặp suối hoặc trời mưa trơn, bùng nước vào dép khó đi, Bác tục dép xách tay. Đi thăm bà con nông dân, sải chân trên các cánh đồng đang cấy, đang vụ gặt, Bác lại sắn quần cao, lội ruộng, tay xách hoặc nách kẹp đôi dép. 11 năm rồi, vẫn đôi dép ấy. Các chiến sĩ cảnh vệ cũng đã đôi ba lần xin Bác đổi dép, nhưng Bác bảo vẫn còn đi được. Cho đến lần đi thăm Ấn Độ, khi Bác lên máy bay, ngồi trong buồng riêng thì mọi người trong tổ cảnh vệ lập mẹo giấu dép đi, để sẵn một đôi giày mới. Máy bay hạ cánh xuống New Delhi, Bác tìm dép, mọi người thưa: có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy bay rồi, thưa Bác. Bác biết các chú cất dép của Bác đi chứ gì. Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn, nhưng ta còn khó khăn. Bác đi dép cao su, nhưng bên trong lại có đôi tất mới, thế là đủ lắm mà vẫn lịch sự, Bác ôn tồn nói. Vậy là các anh chiến sĩ phải trả lại dép để Bác đi, vì dưới đất chủ nhà đang nóng lòng chờ đợi. Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ, nhiều chính khách, nhà báo, nhà quay phim rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắng qua dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép, làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ đôi hài thần kỳ ấy. Năm 1960, Bác đến thăm một đơn vị Hải quân Nhân dân Việt Nam. Vẫn đôi dép thâm niên ấy, Bác đi thăm nơi ăn chốn ở, trại chăn nuôi của đơn vị. Các chiến sĩ rồng rắn kéo theo, ai cũng muốn chen chân, vượt lên để được gần Bác hơn. Bác cười nắm tay chiến sĩ này, vỗ vai chiến sĩ khác, bỗng Bác đứng lại. Thôi, các cháu dẫm làm tục quai dép của Bác rồi. Nghe Bác nói, mọi người dừng lại, cúi xuống yên lặng, nhìn đôi dép rồi lại ồn ào lên. Thưa Bác, cháu sửa. Thưa Bác, cháu sửa được ạ. Thấy vậy, các chiến sĩ cảnh vệ trong đoàn chỉ đứng cười, vì biết đôi dép của Bác đã phải đóng đinh sửa mấy lần rồi. Bác cười nói, cũng phải để Bác đi đến chỗ gốc cây kia, có chỗ dựa mà đứng đã chứ. Bác lẹp xẹp lết đôi dép đến gốc cây, một tay vịn vào cây, một chân co lên tháo dép ra. Đây, cháu nào giỏi thì chữa hộ dép cho Bác. Một anh nhanh tay giành lấy chiếc dép, giơ lên nhưng ngớ ra lúng túng. Anh bên cạnh liếc thấy, vượt vây chạy biến. Bác phải giục: ơ kìa, ngắm mãi thế, nhanh lên cho Bác còn đi chứ. Anh chiến sĩ lúc nãy chạy đi đã trở lại với chiếc búa con, mấy cái đinh. Cháu, để cháu sửa dép. Mọi người giãn ra. Phút chốc, chiếc dép đã được chữa xong. Những chiến sĩ không được may mắn chữa dép phàn nàn: tại dép của Bác cũ quá, thưa Bác thay dép đi ạ. Bác nhìn các chiến sĩ nói, các cháu nói đúng, nhưng chỉ đúng có một phần. Đôi dép của Bác cũ, nhưng nó chỉ mới tục quai.
cháu đã chữa lại chắc chắn cho bác thế này thì nó còn thọ lắm. Mua đôi dép khác chẳng đáng là bao, nhưng khi chưa cần thiết cũng chưa nên. Ta phải tiết kiệm vì đất nước ta còn nghèo. Bài học rút ra. Bài học mà chúng ta rút ra được trong câu chuyện này chính là một lối sống giản dị tiết kiệm ở Bác Hồ. Dù là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, nhưng người vẫn luôn giản dị tiết kiệm. Càng gần Bác, tâm hồn của chúng ta càng trong sáng hơn, trí tuệ của chúng ta càng được mở mang hơn. Bác dành trọn cuộc đời cho mục đích giải phóng ách áp bức, mở ra hướng đi mới, lãnh đạo nhân dân Việt Nam ta giành lại được độc lập, tự do. Nhưng người không yêu cầu thứ gì cho riêng mình cả, không tạo gánh nặng cho dân mà chia sẻ đồng hành cùng người dân, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Hình ảnh cao quý của Bác làm sáng lên hình ảnh của thánh nhân, nhà lãnh đạo lý tưởng mà cổ nhân ca tụng. Cụ thể, trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết rằng: sông biển sở dĩ làm vua trăm khe lạch, vì khéo ở dưới thấp nên làm vua trăm khe lạch. Thánh nhân muốn ở trên dân thì phải nói lời khiêm hạ, muốn ở trước dân thì phải lùi lại sau. Vì vậy thánh nhân ở trên mà dân không thấy nặng cho mình, ở trước dân mà dân không thấy hại cho mình. Vì vậy thiên hạ vui vẻ đẩy thánh nhân tới trước mà không chán. Tổng kết, những câu chuyện về Bác Hồ không phải là những dòng lịch sử khô khan mà là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, giúp chúng ta nhìn nhận về tình yêu quê hương và ý nghĩa của sự hy sinh. Nền văn hóa Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh ý nghĩa của việc cống hiến cho Tổ quốc. Những câu chuyện về Bác Hồ không chỉ là về một người lãnh đạo mà còn là về tinh thần đoàn kết và sự hy sinh cho mục tiêu cao cả. Những câu chuyện ấy không chỉ là những câu chuyện về quá khứ mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa cuộc sống. Hãy để những câu chuyện này là nguồn động viên hỗ trợ chúng ta trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và định hình tương lai tươi sáng. Cuộc đời của Bác là tấm gương sáng người về đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nếp sống của Bác chính là tấm gương để mỗi người chúng ta noi theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Jessica Thảo Nguyễn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những chuyên đề tiếp theo của kênh Jessica Thảo Nguyễn. Xin chúc bạn và gia đình những điều tốt đẹp nhất.